Pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Chúng ta phải tin tưởng Đức Phật, không được có cảm giác tự ti. Tôi tạo nhiều nghiệp, tội lỗi sâu dày, e rằng không thể giảng sanh. Như vậy quý vị đã cô phụ Đức Phật A-di-đà rồi. Hiện nay Đức Phật A-di-đà giúp cho quý vị một đời thành Phật, vì sao quý vị không dám làm? Như thế là sai. Quan trọng nhất là phải nhận lấy. Khoa học lượng tử ngày nay cũng cho chúng ta biết, bất luận quá khứ quý vị tạo tội nghiệp nặng cách mấy, khi ta chuyển đổi ý niệm thì tất cả sẽ được hóa giải. Vì sao? Bởi tội và phước đều không quá thật, tất cả mọi hiện tượng đều chẳng phải là chân, tất cả mọi hành vi cũng chẳng phải chân. Nếu nó thật có thì phiền phức rồi. Những việc này từ đâu mà có? Đều từ ý niệm mà có. Một niệm bất giác là ác, một niệm giác là thiện. Khi nói đến chỗ cao hơn nữa, nói cho quý vị biết, không có tưởng tương tục thật sự, giống như chúng ta xem phim vậy. Phim nhựa ngày xưa, từng tấm phim nhựa. Ở chỗ này tôi có đạo cụ đây, quý vị xem từng tấm phim, nó có tương tục chăng? Nó không tương tục, mỗi tấm đều khác, độc lập riêng biệt. Ý niệm của chúng ta cũng như vậy, mỗi ý niệm đều độc lập riêng biệt. Niệm trước và niệm sau có tương tự, nhưng hoàn toàn không tương đồng. Nếu hoàn toàn tương đồng thì Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm nước. Ý niệm trước của ta, ta dùng tâm thương yêu kết thành tinh. Ngày mai ta vẫn dùng tâm thương yêu của mình để làm thí nghiệm, thì kết tinh đó phải tương đồng. Vì sao nó lại không giống nhau? Một giây trước và giây sau không giống nhau. Cho nên tiến sĩ Giang Bổn Thắng nói với tôi, ông ấy làm mười mấy năm rồi, chưa phát hiện có hai tấm hoàn toàn tương đồng. Ông hỏi tôi vì sao như vậy, tôi đem đạo lý của Phật Pháp giảng cho ông ấy nghe. Tuy nói một mình ông làm, tình thương yêu của ông giây phút trước và sau không giống nhau, tuyệt đối không có tương đồng. Có bằng chứng trong Phật Pháp. Ngày nay trong khoa học lượng tử cũng có bằng chứng. Khoa học lượng tử cũng nói như vậy. Họ cũng dùng phim nhựa làm thí dụ. Thật sự là như vậy. Cho nên một niệm giác, một niệm là thiện, những bất thiện đằng trước không còn nữa. Đây gọi là chân sám hối. Vì sao thường xuyên sám hối mà không hết tội? Quý vị cho rằng tội nghiệp của mình trước đây sâu nặng, thường nghĩ như vậy. Ý niệm đó khởi lên, ác niệm lại xuất hiện, không có cách nào làm sạch được. Quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi. Ý niệm của chúng ta niệm niệm không tương đồng. Ý niệm này của ta thiện, không nghĩ đến những ý niệm trước thì tự nhiên nó sẽ không còn. Vì sao cứ nghĩ đến nó vậy? Sai lầm rồi. Người học Phật nghĩ đến điều gì là tốt nhất? Nghĩ đến Đức Phật A-di-đà là tốt nhất. Vì sao? Phật A-di-đà là tượng trưng cho tự tánh viên mãn, tượng trưng toàn thể của tự tánh. Một câu A-di-đà Phật là bao gồm tất cả. Không nên tản mát tu tất cả những tán thiện đó. Quý vị như vậy là đại viên mãn. Muốn học kinh, một đời Đức Phật giảng bao nhiêu kinh, quý vị nên biết.
Đó chẳng phải Đức Phật nói với chúng ta, mà Ngài nói với những người thời đó. Những người thời đó không liên quan gì đến chúng ta. Đức Phật ứng cơ thuyết pháp. Nếu năm nay chúng ta gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói với ta bộ kinh này, đó là Ngài độ ta. Nhưng Đức Phật rất từ bi. Tất cả kinh đều có đối tượng. Có một bộ kinh không có đối tượng, ai cũng thích hợp. Đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà. Nói cách khác, tuy bộ kinh này Đức Phật nói cách đây 3.000 năm về trước, nhưng ta có thể nói là Ngài nói với ta. Vì sao? Pháp bình đẳng mà. Những bộ kinh khác không bình đẳng, có đối tượng đặc biệt, căn tánh quý vị không tương đồng. Đó là nhân bệnh mà cho thuốc. Bộ kinh này là thuốc dạng linh, bệnh gì cũng chữa được, không cần chẩn đoán, chắc chắn chữa khỏi bệnh cho quý vị. Đây là bài thuốc phổ thông, bệnh gì cũng thích hợp. Cho nên trong kinh được ví là thuốc A Già Đà. A Già Đà là tiếng Ấn Độ, giống như Trung Quốc gọi dạng linh đơn vậy. Bất luận căn bệnh gì, chỉ cần có được thuốc này thì chắc chắn chữa khỏi bệnh.